Các bạn đang theo dõi kênh của Trường Doanh Nhân HBR. 2021 là một năm thành công của gã nhà giàu thích chơi ngông Rolls-Royce khi liên tục phá vỡ những kỷ lục về doanh số, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như khủng hoảng toàn cầu, khiến cho nhiều doanh nghiệp khó khăn trong vận hành, thì hãng xe dành riêng cho giới siêu giàu này đã chọn chiến lược marketing gì để thành công đến vậy? Marketing dựa trên tâm lý khách hàng mục tiêu. Khi dịch bệnh kéo đến, nhiều người nghèo bên cạnh nỗi lo về sức khỏe thì họ còn đặt nặng vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên, điều khiến giới siêu giàu suy nghĩ rằng cuộc đời rất ngắn ngủi và chúng ta cần dành những thứ tốt nhất cho bản thân. Vậy nên, không khó hiểu khi họ sẵn sàng chi ra một số tiền lớn mua xe sang hơn. Tổng giám đốc Rolls-Royce Thorsten Møller Østvold đã nói với tờ Financial Times cho rằng nỗi sợ về cái chết vì Covid đã thúc đẩy thương hiệu này bán được số lượng xe kỷ lục trong năm ngoái. Những người giàu có cho rằng họ sẵn sàng vung tiền mua xe hơn sau khi nhận ra cuộc đời ngắn ngủi. Theo ông chia sẻ, khá nhiều người đã chứng kiến những người xung quanh họ đã chết vì Covid. Điều này khiến cho họ suy nghĩ rằng cuộc đời rất ngắn ngủi và tốt hơn hết là tận hưởng cuộc sống ngay bây giờ thay vì trì hoãn nó. Đây cũng chính là nguyên nhân giúp doanh số bán hàng của Rolls-Royce tăng lên khá nhiều. Thứ hai, marketing cá nhân hóa, siêu xe mang dấu ấn của bạn. Đối với người giàu, vấn đề giá cả không còn quan trọng. Điều họ quan tâm là những sản phẩm cực kỳ chất lượng và mang dấu ấn cá nhân. Hiểu được điều này, hãng xe sang Rolls-Royce đã sử dụng chiến lược marketing cá nhân hóa. Năm 2017, Rolls-Royce đã cho ra mắt siêu phẩm Squirtel, một chiếc xe hơi đồ sộ mang kiểu dáng couple, xây dựng trên hệ thống khung gầm dòng xe Phantom huyền thoại và bộ khung được chế tác thủ công theo phong cách Quartz Build. Tại thời điểm đó, mẫu xe hơi này có giá tới 12,8 triệu USD và được mệnh danh là chiếc xe hơi đắt nhất mọi thời đại. Sau sự ra đời của Squirtel, Rolls-Royce đã nhận được nhiều lời hỏi thăm từ phía khách hàng với mong muốn được cá nhân hóa mạnh chiếc xe hơi của riêng họ. Rolls-Royce 2021 và những con số biết nói. Báo cáo của Rolls-Royce Motor Car đã cho biết công ty đã bàn giao tổng cộng 5.586 xe vào năm 2021, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là doanh số bán hàng thường niên cao nhất trong lịch sử 117 năm qua của thương hiệu này. Các thương hiệu xe sang như Rolls-Royce, Bentley, Porsche và BMW đã báo cáo doanh số bán hàng kỷ lục trong năm 2021. Theo Wall Street Journal, khi ngành du lịch quốc tế bị trì trệ trong đại dịch, khiến cho việc chi tiêu xa xỉ của giới đại gia bị hạn chế, họ đã chuyển sang mua sắm xe sang một cách rầm rộ trong năm qua. Tuổi bình quân của khách hàng mua xe tại Rolls-Royce trong năm 2021 là 43 tuổi, nghĩa là cứ mỗi khách hàng 60 tuổi thì sẽ lại có một vị khách ở độ tuổi 20. Ông Müller Østvold cho biết, ở đây có thể thấy Rolls-Royce đã chinh phục được khách hàng ở mọi lứa tuổi và được xem là thỏi nam châm thu hút giới siêu giàu. Dù vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các thương hiệu xe sang khác như Bentley, Range Rover và gần đây nhất là sự quay trở lại của các biến thể Mercedes-Maybach, nhưng bằng những chiến lược marketing đúng đắn và phù hợp chính là chìa khóa để mang lại thành công cho hãng xe Rolls-Royce. Đăng ký ngay khóa học tại Trường Doanh Nhân HBR năm 2022 để được tư vấn những khó khăn mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải với những chuyên gia hàng đầu.